Xin chào các em, chào mừng các em đến với kênh học tiếng Anh cùng Taki. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng các bạn nhỏ lớp 2 ôn tập kiến thức từ bài 13 đến bài 16. Trước khi học, các em nhớ lấy sách, vở và trong quá trình học mình tập theo để có thể ghi nhớ kiến thức nhé. Các bạn đã lấy được sách vở chưa? Và bây giờ mình cùng bắt đầu nhé. Trong bài 13, mình sẽ học về số và học hai cấu trúc, hai câu hỏi liên quan đến về số. Bây giờ mình sẽ đến với cấu trúc đầu tiên. Các em nhìn lên màn hình nhé. Cấu trúc đầu tiên, mình học câu hỏi có bao nhiêu, mình sẽ sử dụng cụm how many. How many. Trong quá trình học, các em cứ tập theo nói to hết cỡ, đồng thời là mình lấy sách vở ghi lại để mình có thể ôn kiến thức, đồng thời là mình xem lại khi mà mình bị quên nhé. Mình cùng nói lại, có bao nhiêu trong tiếng Anh là how many. Very good, say one more time. How many. Và có bao nhiêu đồ vật gì đó thì mình sẽ để tên đồ vật ở sau từ many. Ví dụ, mình sẽ lấy ví dụ minh họa nhé. Ví dụ, quả bóng trong tiếng Anh mình sẽ nói là ball. Ball. Các em chú ý nhé. Ở giữa của từ quả bóng là chữ O. Chữ O mình sẽ dài miệng và sau đó mình đẩy lưỡi lên chữ L. Ball. Very good, do it again. Ball. Và ở dạng số nhiều, nhiều quả bóng, những quả bóng thì mình sẽ thêm S vào và mình đọc là balls. Mình cùng nghe thật kỹ nhé. Balls. Các em nhớ tập theo và viết xuống vở của mình để mình có thể ghi nhớ bài ngay tại trên lớp nhé. Một lần nữa, nhiều quả bóng là balls. Một quả bóng trong tiếng Anh là ball. Và khi mà danh từ chuyển sang dạng số nhiều với danh từ đếm được giống như quả bóng thì các em sẽ thêm chữ S vào cuối. Balls. Một lần nữa nhé. Balls. Very good. Thế bây giờ khi mà mình ghép vào cả câu, mình hỏi có bao nhiêu quả bóng thì lớp mình sẽ nói là how many balls. Very good. Mình cùng tập nói, tập chậm và bật đầy đủ các em âm nhé. How many balls. Say one more time. How many balls. Có bao nhiêu quả bóng? How many balls. Cách mình tập theo liên tục, nói liên tục và ghi chép lại vào trong vở của mình sẽ giúp việc ghi nhớ kiến thức của các em đơn giản hơn đấy. Mình cùng tập lại nhé. How many balls. Say one more time. How many balls. Và để trả lời cho câu hỏi này thì mình sẽ dùng các số. Ví dụ, số 11 trong tiếng Anh mình sẽ nói là 11. 11. Trong quá trình nói, các em cứ tập theo liên tục nhé. Đồng thời, có một bí quyết giúp các em nói được từ này chuẩn hơn. Đấy là mình biết cách nói phần phiên âm dòng chữ xanh ở giữa. Mình cùng nói lại nhé. Số 11 là 11. 11. Very good. Và nếu mình không nói số 11 mà mình nói số 13. Số 13 trong tiếng Anh mình sẽ nói là 13. 13. Có một lưu ý dành cho các em với các số từ số 13 đến số 19 thì trọng âm rơi vào chữ teen. Thế nên mình sẽ lên giọng là 13. 13. Và mình sẽ không nói là 13 nhé. Mình nói lại số 13 là 13. Mình cùng nói to, rõ và bật đầy đủ các âm nhé. 13. Và trong quá trình học mình nhớ tập theo, đồng thời là ghi chép xuống vở, đặc biệt là phần phiên âm, phần chữ xanh ở giữa để mình có thể ghi nhớ được cách đọc. Số 13 trong tiếng Anh là 13. Say it one more time. 13. Very good. Mình cùng hỏi lại nhé. Có bao nhiêu quả bóng là how many balls. How many balls? Và để trả lời cho câu hỏi này một cách ngắn gọn thì mình có thể trả lời số. Ví dụ, có 11 quả bóng, mình sẽ nói là 11. 11. Và nếu có 13 quả bóng thì mình sẽ nói là 13. 13. Các em nhớ tập theo, ghi chép lại và luyện nói nhiều lần để thành phản xạ nhé. Như vậy sẽ giúp việc ghi nhớ từ vựng cũng như là ghi nhớ cấu trúc câu được dễ hơn đấy.
Sang một từ mới nữa học ở trong bài, từ búp bê. Búp bê trong tiếng Anh là doll. Doll. Từ này gần giống từ quả bóng, cũng là chữ O dài miệng, sau đó đưa chữ L. Tuy nhiên, ở chữ cái đầu tiên thì mình sẽ bật chữ D. 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 Very good. Và mình ghép vào chữ O sẽ là doll. Doll. Và khi mà mình chuyển sang dạng số nhiều, nhiều con búp bê hoặc nhiều bạn búp bê, thì mình sẽ thêm chữ S vào cuối và mình sẽ nói là dolls. Dolls. Very good. Khi các em đã làm quen với một số âm trong tiếng Anh rồi thì việc nói các âm tương tự sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thế nên trong quá trình học, các em cứ tập theo nói to hết cỡ và nhớ ghi chép bài vào trong vở nhé. Mình nói lại, con búp bê là doll. Doll. Nhiều con búp bê hoặc nhiều bạn búp bê thì mình sẽ nói là dolls. Dolls. Very good. Thế thì mình hỏi có bao nhiêu bạn búp bê, có bao nhiêu con búp bê thì mình sẽ nói là how many dolls. Very good. Mình nói lại nhé, có bao nhiêu con búp bê hoặc có bao nhiêu bạn búp bê. How many dolls. How many dolls. Mình nhớ nhé, khi mà mình hỏi có bao nhiêu tức là nó nhiều hơn một con, tức là ở dạng số nhiều. Thế nên từ doll mình luôn luôn sử dụng ở dạng số nhiều là dolls. Dolls. Có bao nhiêu bạn búp bê hoặc có bao nhiêu con búp bê thì mình sẽ hỏi là how many dolls. How many dolls. Very good. Và mình sẽ học thêm hai số nữa nhé. Số 14 trong tiếng Anh mình nói là 14. 14. Mình cùng nói thật chậm và bật đầy đủ các âm nhé. 14. Số 14 trong tiếng Anh là 14. 14. 14. Very good. Và mình học thêm một số nữa nhé. Số 15. Số 15 trong tiếng Anh mình sẽ nói là 15. 15. Ở trong từ này thì nó có hai âm S. Các em có thể nhìn ở trên phần phiên âm hai chữ S. Mình sẽ nói là fifth. Fifth. Và ghép với chữ teen ở đằng sau mình có cả từ. Số 15 là 15. Very good. Một lần nữa là 15. Mình cùng ôn lại nhé. Số 14 trong tiếng Anh là 14. 14. Số 15 là 15. 15. Và mình cùng ôn lại câu hỏi nhé. Có bao nhiêu bạn búp bê là how many dolls? How many dolls? Và để trả lời đơn giản, cách đơn giản nhất, mình chỉ cần nói số. Ví dụ có 14 bạn búp bê hoặc 14 con búp bê, mình sẽ nói là 14. 14. Và giả sử có 15 bạn búp bê hoặc 15 con búp bê thì mình sẽ nói là 15. 15. Very good. Tiếp theo, mình học sang một mẫu câu hỏi nữa, cũng hỏi về số. Hỏi đây là số mấy? Thì mình sẽ sử dụng dạng câu hỏi what number is it? What number is it? Các em nhớ tập theo và làm hết cỡ nhé, để mình bật đầy đủ các âm cũng như mình biết cách nói đúng. Đồng thời trong quá trình học, mình ghi chép lại để mình có thể xem lại bài vở của mình nhé. Đặc biệt là phần phiên âm dọc chữ xanh ở giữa. Mình cùng nói lại nhé. Đây là số mấy? What number is it? What number is it? Và nói nhanh, khi mà các em được nghe người nước ngoài nói thì họ sẽ nói là what number is it? What number is it? Tuy nhiên trong quá trình học thì các em cứ nói chậm và bật đầy đủ các âm nhé. Mình cùng tập lại. Đây là số mấy? What number is it? What number is it? Và để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ sử dụng là is 14. Từ is ở ban đầu tiên và số ở đằng sau. Is 14. Từ is là viết tắt của từ it is. It is.
Và trong tiếng Anh thì người ta hay sử dụng dạng viết tắt là is. Is có chữ S ở cuối, các em nghe thật kỹ và thật theo nhé. Đây là số 14, mình sẽ nói là is 14. Is 14. Đây là số 14. Is 14. Và giả sử các em được nghe ai đó hỏi là đây là số mấy? What number is it? What number is it? Và mình biết đấy là số 14, mình sẽ trả lời là is 14. Is 14. Very good. Các em có thể ghi luôn cả đoạn hội thoại vào nhé. Mình hỏi là what number is it? Và mình trả lời là is 14. Hoặc trong trường hợp nó không phải là số 14 mà là số khác thì các em hoàn toàn có thể thay số khác vào nhé. Và vừa rồi cô đã hướng dẫn các em hai mẫu câu hỏi trong bài số 13. Câu hỏi đầu tiên hỏi có bao nhiêu, mình sẽ hỏi là how many. How many. Ví dụ trong bài có bao nhiêu quả bóng, mình sẽ hỏi là how many balls. How many balls. Và giả sử có 11 quả bóng thì mình chỉ cần trả lời là 11. 11. Đây là cách trả lời ngắn gọn nhé. Hoặc nếu mà mình có 13 quả bóng, mình sẽ nói là 13. 13. Very good. Mẫu câu hỏi số 2 mình học trong bài 13 hỏi đây là số mấy? What number is it? What number is it? Hoặc mình nói tắt, nói tách ra là what number is it? What number is it? Và để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ dùng cấu trúc is 14, nghĩa là is cộng với số đằng sau. Ví dụ đây là số 14, mình sẽ nói là is 14. Is 14. Còn giả sử đây là số 15 thì mình sẽ nói là is 15. Is 15. Very good. Và bây giờ cô sẽ ôn lại cho lớp mình các số mà lớp mình đã học từ số 11 đến số 19 nhé. Các bạn chú ý lên màn hình nhé. Số 11 trong tiếng Anh mình sẽ nói là 11. 11. Các em nghe thật kỹ, tập theo và viết lại từ vào trong vở của mình nhé. Số 11 là 11. 11. Very good. Số 12 trong tiếng Anh là 12. 12. Từ này có hơi nhiều âm nên các bạn nghe thật kỹ và tập theo nhé. 12. 12. Số 12 là 12. Very good. Tiếp theo, số 13 trong tiếng Anh mình sẽ nói là 13. 13. Mình nhớ tập theo và ghi chép lại vào trong vở nhé. Số 13 là 13. 13. Very good. Next. Số tiếp theo, số 14 trong tiếng Anh mình sẽ nói là 14. 14. Very good. Số 15 là 15. 15. 15. Tiếp theo, số 16 trong tiếng Anh là 16. 16. Very good. Mình cùng nói lại một lần nữa nhé. 16. Số 16 là 16. Tiếp theo, số 17 trong tiếng Anh mình nói là 17. 17. Very good. Số 17. 17. Số 18 là 18. 18. The next one. Số tiếp theo, số 19 và cũng là số cuối cùng. 19. 19. 19. Very good. Vừa rồi cô đã cùng các em ôn lại bài số 13 trong chương trình lớp 2. Các em nhớ nhé. Trong bài số 13 mình học hai cấu trúc câu hỏi. Hỏi có bao nhiêu cái gì đó, mình sẽ hỏi là how many. How many. Ví dụ ở trong bài hỏi có bao nhiêu quả bóng, mình sẽ hỏi là how many balls. How many balls. Hoặc mình hỏi có bao nhiêu con búp bê hoặc có bao nhiêu bạn búp bê thì mình sẽ hỏi là how many
does. How many does? Và để trả lời cho câu hỏi này dạng đơn giản nhất, lớp mình chỉ cần đưa ra con số. Ví dụ như là có 11 quả bóng, mình sẽ nói là 11. 11. Very good. Còn có 14 bạn búp bê thì mình sẽ nói là 14. 14. Very good. Còn cấu trúc số 2, câu hỏi số 2 mình học trong bài 13 là đây là số mấy? Câu hỏi đây là số mấy? Thì mình sẽ hỏi là what number is it? What number is it? Và nói nhanh thì mình có thể nói là what number is it? What number is it? Very good. Và để trả lời cho câu hỏi này thì mình sẽ dùng cấu trúc is và số đằng sau. Ví dụ đây là số 14. It's 14. It's 14. Very good. Còn đây là số 15 thì mình sẽ nói là it's 15. It's 15. Very good. Các bạn có thể thực hành đi, thực hành lại hai câu hỏi, hai mẫu câu hỏi trong bài để mình có thể ghi nhớ. Và mình có thể luyện tập thêm các số để không chỉ là mình trả lời được đây là số 11, 13 mà bất kỳ con số nào mình có thể trả lời được nhé. Còn bây giờ mình sẽ chuyển sang ôn tập bài 14 trong sách tiếng Anh lớp 2 dành cho các bạn nhỏ. Trong bài 14, mình học thêm một cấu trúc nữa để hỏi về tuổi. Khi mình muốn hỏi về tuổi thì mình sẽ dùng cấu trúc how old. How old. Và mình trong bài mình có từ anh em trai là brother. Brother. Từ này có khá là nhiều âm nên các em chú ý nghe và tập theo thật kỹ nhé. Anh em trai trong tiếng Anh là brother. Brother. Very good. Và anh em trai của bạn thì mình sẽ nói là your brother. Your brother. Của bạn là your. Your. Anh em trai trong tiếng Anh là brother. Brother. Thế thì anh em trai của bạn mình sẽ nói là your brother. Your brother. Very good. Và mình muốn hỏi là anh em trai của bạn bao nhiêu tuổi thì mình sẽ ghép với từ how old thành cả câu là how old is your brother. Say it again. How old is your brother? Anh em trai của bạn bao nhiêu tuổi? How old is your brother? Trong quá trình luyện tập thì mình cứ nói thật chậm và thật chắc, đồng thời là mình bật đầy đủ các âm nhé. Mình cùng nói lại. Anh em trai của bạn bao nhiêu tuổi? Mình sẽ nói là how old is your brother? Và để trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản, mình sẽ trả lời là he is 19. Anh ấy 19 tuổi. He is 19. Very good. Hoặc như trong bài, các em có thể nhìn, mình sẽ sử dụng dạng tắt, dạng viết tắt là he, his, he is, được thay thế bằng his. He's 19. He's 19. Very good. Mình cùng ôn lại nhé. Mình hỏi anh em trai của bạn bao nhiêu tuổi thì mình sẽ hỏi là how old is your brother? How old is your brother? Và mình trả lời theo cách đầy đủ là he is 19. He is 19. Hoặc mình cũng có thể trả lời dưới dạng rút gọn là he's 19. He's 19. Very good. Các em đã nhớ ghi đầy đủ cả câu vào trong vở của mình nhé. Tiếp theo một từ vựng nữa các em học trong bài số 14. Chị em gái trong tiếng Anh mình sẽ nói là sister. Sister. Mình bật đầy đủ các âm nhé. Sister. Sister. Chị em gái trong tiếng Anh là sister. Thế thì chị em gái của bạn thì mình sẽ thêm từ your. Very good. Your sister. Your sister. Chị em gái của bạn là your sister. Thế thì mình hỏi
Chị em gái của bạn bao nhiêu tuổi? Mình sẽ hỏi là How old is your sister? Rất đơn giản đúng nhỉ? Mình chỉ cần thay từ anh em trai bằng chị em gái là mình có câu hỏi. Chị em gái của bạn có bao nhiêu tuổi? How old is your sister? How old is your sister? Chị em gái của bạn bao nhiêu tuổi? How old is your sister? Very good. Và để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ trả lời là cô ấy 19 tuổi. Mình sẽ nói là She is 19. She is 19. Ở trong câu này có một từ mới mà cô sẽ chú ý với các em là từ cô ấy. Cô ấy trong tiếng Anh là she. Âm đầu tiên là âm SH nên mình sẽ cong môi và đẩy gió ra ngoài nhé. She. She. Các em tập theo và bắt chước luôn để mình có thể biết cách chính xác nói từ này trong tiếng Anh nhé. She. She. Very good. Cô ấy 19 tuổi, mình sẽ nói là She is 19. She is 19. Và mình cũng có thể viết gọn lại là She's 19. She's 19. Very good. Mình cùng ôn lại câu hỏi trong buổi học ngày hôm nay nhé. Hỏi về tuổi thì mình sẽ hỏi là How old? How old? Và hỏi anh em trai của bạn bao nhiêu tuổi thì mình sẽ ghép là How old is your brother? How old is your brother? Very good. Và mình trả lời anh ấy 19 tuổi. He is 19. He is 19. Và trong tiếng Anh thì người ta sẽ thường dùng với dạng nói tắt. Mình sẽ nói là He's 19. He's 19. Very good. Và một câu hỏi nữa học trong bài. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Hoặc là chị em gái của bạn bao nhiêu tuổi? Mình sẽ hỏi là How old is your sister? How old is your sister? Và mình sẽ trả lời là She is 19. Cô ấy 19 tuổi. She is 19. Very good. Và vừa rồi là toàn bộ kiến thức trong bài số 14. Các em nhớ tập nói theo liên tục để mình nói thành phản xạ, đồng thời là giúp cho việc mình ghi nhớ từ vựng cũng như ngữ pháp dễ dàng hơn rất là nhiều.